là 21.000 tỷ, ngang ngửa với thằng HCM. Xem cổ phiếu HCM nhé. Đó, HCM đi ngang tích lũy khá là tích cực. HCM này cũng hôm nay với chị một cầm HCM thì ngon đi. Cái vùng giá hiện tại bây giờ là nó đang tích lũy như này, chúng ta xem tuần đây, tuần là ổn này. Do vậy đối với cổ phiếu này thì em mình đánh giá là cái xu hướng của nó vẫn còn tiếp diễn, tức là nó vẫn còn như này. Đó. Nó kiểu kiểu sao anh như này. Đây là cái góc nhìn nó trực quan của vị HCM vẫn còn. Có thể là nó sẽ tích lũy đi ngang ở khu vực này, quay quanh ở khu vực này, nhưng xu hướng vẫn xuống sideways trên vùng đỉnh. HCM là hai cổ phiếu mà nó có vốn hóa ngang 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 ngang. Xem HCM. Thằng này long hoàng khu này Techcombank nhé, ở quý chị có cái mã đang quan sát thì vui lòng comment bên dưới thị nha. Techcombank thì cổ phiếu này đang ở cái khu vực mà chúng ta gọi là chờ quan sát thôi, chờ như quan sát nó điều chỉnh xuống, nó chờ như quan sát đó. Giờ vẫn lòng vào cái khu vực này nên là mình mua gọn đó nhé. Techcombank này đó, thì cái việc mà phiếu Techcombank này nó điều chỉnh xuống bên dưới này vẫn lên, Techcombank nó khả năng điều chỉnh như vậy. Đấy là góc nhìn trực quan của em mình, thì chị có thể cho thêm ý kiến nhé. Techcombank thì một cổ phiếu ngân hàng cũng khá là ngân hàng tư nhân nhưng mà khá là quẩy, thì vốn hóa khá là lớn. Ngân hàng mình vừa nói là ngân hàng mạnh, doanh nghiệp mạnh trong khối ngân hàng, vốn hóa là 170.000, khá là cao đấy. Khá là cao. Nó chỉ đứng sau CTG thôi, chỉ đứng sau CTG thôi. Vốn hóa mình xét về vốn hóa, cứ điều chỉnh trong vùng bên dưới này chúng ta mua. Tháng này, tuần này, đó. Chặt phết đấy. Cái vùng khối lượng này khá là lớn đấy, khả năng điều chỉnh chúng ta khá là cao, nó sẽ trở về vùng đệm trong đi. TP Bank Tiên Phong Bank, đó là ngân hàng tiên phong trong cái việc mà chuyển đổi số ấy. Nghiên phong trong cái việc mà chúng ta phát hành thì thể 24/7, tiên phong trong cái việc ngân hàng đầu tiên mở cái thì ngân hàng 24/7, tức là cây ATM có thể là tuồn luôn cả thẻ. Li Bank ngân hàng đầu tiên cho cái ứng dụng Li Bank, vùng tăng giá ngân hàng đang ở cái vùng hơi 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 bị cao rồi này. Đúng không? Thường thường là chúng ta thấy là cái góc độ của em mình là mình sẽ chia cái này làm bốn pháp này đó. Khi nó trượt khỏi cái ô này là cái vùng mà chúng ta không tham gia, trượt ra ngoài là chúng không tham gia đó. Và cái vùng gom của chúng ta là cái vùng gom khi mà nó chạm đến cái vùng này lại chia nhỏ nó ra đó. Đây là cái vùng gom nhảy đây gom không? Thì cái vùng chốt lời của chúng ta là vùng này đúng không vị? Đó. Thì vì vùng gom phải có vùng chốt đúng không nhỉ? Khi nó nhảy ô này sang ô này là chúng ta bán, là thế thôi, đơn giản là thôi quý vị. Và cái xu hướng này là xu hướng ở 20 phiên nhá,
20 phiên là cái đường vẽ 20 phiên. À, thế nên nếu ở khu vực này là thì 20 phiên sau có khả năng là sẽ bảo là sẽ là cái vùng go. Chắc là cái xu hướng là như vậy. Rồi. Thì mình bay nhá. Vẫn khá là khỏe đúng không? Đỉnh này không thoát được thì chúng ta có thể vẽ vẽ cái cổ phiếu TPBank này một cái đường vẽ cho nó khách quan nhé. Chúng ta phải tôn trọng xác suất đúng không ạ? Tôn trọng xác suất thì cái xét về xu hướng này thì nó vẫn là gì, vấn đề điều chỉnh đấy. Đấy là góc nhìn của em mình là nó vẫn có xu hướng tăng á, tăng bởi vì sao, cái khối lượng ở đây nó vẫn là cái vùng hỗ trợ này, ở trên này nó không có nhiều khối lượng khả năng nó vượt lên này. Đấy. Còn nếu mà nó điều chỉnh nhé thì cái vùng này là cái vùng hỗ trợ này, nó điều chỉnh nếu mà trượt vùng này là xuống tận đây luôn em nhỉ, tận đây luôn. Bởi vì sao, bởi vì cái vùng hỗ trợ là cái vùng đỡ này, nó bị thủ vẫn vùng này ấy, là xuống đây luôn ấy. Rồi em mình góc độ em mình là nó vẫn còn nhịp sideways này không vì thì bị bay. À, xin chào anh Đường Văn Thơ nhé. Ở với chị đi qua nhé, ủng hộ mình lớn like với chị nha. Còn nếu có chị cần quan sát mã nào thì vui lòng comment phần bình luận các cùng quan sát. Mình thì đi sâu vào cái cổ phiếu thì cần quan tâm hơn, còn nhận định thị trường thì thực sự là nó sẽ tổng hòa của rất nhiều yếu tố. Thì nói đúng là nhận định thị trường thì nó cũng được, nó hơi khó đúng không? Thế nhưng mà từng cổ phiếu thì nó sẽ an toàn hơn. Em đoán là thị trường trả lời em gì? Quan trọng cổ phiếu mình nắm lãi không? Xin giá mua Dream, Dream BR, Dream ấy. Rồi trước tiên mình là Dream này. Làm thế nào cho anh chị dễ quan sát nhất, dễ quan sát nhất, dễ tìm hiểu nhất và có căn cứ nhất, tất cả những thông tin là đều của Vagang. Dory thì chúng ta thấy nó đang ở cái vùng này là cái vùng mà suy yếu, dòng tiền nó chưa vào. Bao giờ Dory khu vực này nhặt nhá. Đấy lên đấy là thuộc về dòng tiền đã. Rồi, đồ thị nhặt ở vùng nào? Dory nhặt ở vùng nào? Dòng tiền chưa vào. À, quý vị, nếu mà nhập thì vùng giá 11. Vùng giá 11. Với điều kiện là phải có dòng tiền nó cao hơn trung bình 20 phiên thì bắt đầu nó mới chạy. Còn bây giờ dòng tiền nó đang hơi lưu tim, quý vị. Có 3 tỷ liên tục này từ vùng này, chúng ta nhìn thấy khối lượng mình chưa? Đây là khoảng trống giá nó mà vượt phải, nó trượt phải cái khoảng trống này, nó tụt xuống tận dưới đây này. Nhìn đi, hai cái đường tương biên này, bây giờ chưa lên ngay đâu đi. Trên này chúng ta thấy cái đường màu màu xám đây này, cái đường màu xám đây là khối lượng. Tức là cái vùng giá này, thì khối lượng ở cái vùng giá ở trên này nó rất nhiều. Nó được cản khá là mạnh, cản về giá trị nhé. Còn những cái cản về cái đường này, đó chỉ cái vạch ranh giới thôi. Cái vạch ranh giới để chúng ta xác nhận confirm thôi. Thế còn cái vùng hỗ trợ kháng cự ấy thì là cái vùng mà ở đó có nhiều người tham gia nhất và đường giá có khả năng, tức là cái đường giá nó có khả năng đi đến khu vực có nhiều cá, tức là khu vực có nhiều khối lượng và nó đã lên rồi, tức là nó ăn hết cá này rồi và nó điều chỉnh đến rồi, điều chỉnh bình thường ấy là nó sẽ điều chỉnh xuống vùng chỗ nào lại chúng nó quay trở lại chúng này nhiều cá, còn nó vượt lên thì nó phải xem đồ thị lớn hơn này, đồ thị lớn hơn có không. Vùng 13. Nhưng cái vùng 13 này là cái vùng mà khung tuần thì khối lượng này không không đáp ứng được. Vùng 13 ở đây là cái gì? Ở trên dưới là cái vùng khối lượng này nhiều này. Cái vùng khối lượng này nhiều mà khối lượng mà cái tiến đến cái vùng đấy nó hơi ít thì làm sao mà lên được. Không cầu được, tức là cái khối lượng không đủ, tức là súng đạn không đủ để lên như này. Phương tiện không đủ để lên trên này này.
tập điều chỉnh để gom cái hàng thanh quản, tức là rất nhiều thanh thanh quản, tức là phải có hàng mình chiến đấu được, tức là phải súng đạn mình chiến đấu được, giá muốn lên được là phải có thanh quản, chứ xuống dưới là để quét thanh quản để lấy cái súng đạn để kéo lên trên này, đúng không chị? Bây giờ mà ông muốn kéo lên cổ phiếu nhìn nhất mình còn 1 triệu cổ, ông muốn kéo lên, nhưng bây giờ ông cần 100 cổ kéo này lên kiểu vậy nhá. Thế nên là chú ý giúp em cái này là chưa lên được hả? Quỹ rồi gom hết hàng đó, lên từ cái vùng dưới này lên kéo đây rồi đó, đúng ra khu vực này nhá, cái vùng này là phải vùng bán đây, kéo lên ở trong bàn tay đây bán. Thì đây là một lượng cầu hàng mới, tức là một đội mới đánh, một đội mới nó đánh được này, kéo đây để điều chỉnh xuống dưới.